Xin chào mọi người, giờ thì Hồ Bích Trâm đang có mặt tại chợ hoa. Đây là quyết định là lên chợ hoa coi thử là có cái gì trên đây không. Đi. À, đương nhiên là chợ hoa phải có hoa chứ không quên. Quá trời ơi, đi khám phá đó chị ơi. Ủa, gì hóa lại, đi xa đẹp vậy ta. Hóa gì chị? Hóa gì đẹp quá ha. Ủa, hóa đẹp quá ha. Đầu năm mình chân cái chậu này cho rực rỡ nè. Ủa, đây chợ hoa đó. Cô chị viên trong đẹp quá không? Dạ. Thôi chị. Tới hôm nay về mà thật xa, đẹp quá hay chưa chứ. Thật chứ, có đẹp quá trang chứ chị. Đi một vòng nữa nha quý vị ơi, mình đi một vòng nữa nha. Mình quên đem theo mic rồi cho nên là mình để nó to một tí. Bây giờ nó to lên hạt nhiều. Đi. Muốn mua hồng về cho cha mẹ tính trồng quá, nhưng mà cái bông này nó không có thích bông này. À, mua cái này xong về cho chôn ra ngoài. Mua cái này xong rồi mình về mình chôn cho đất mình trồng cũng được. Mẹ tính mới thích hoa hồng. Mỗi năm á là hoa là nó dài từ dưới kia nó dài lên tới đây luôn, mà năm nay bệnh dịch cho nên là người ta cũng không có bán nhiều nữa, chợ bán hoa ao lộn, đường phố này nào cũng bán hoa, năm nay không bán pháo hoa nè. Phim của Trâm cũng không được chiếu ở quảng trường, đáng lẽ phim của Trâm sẽ được chiếu ở quảng trường ở đây nè, là rất là bự luôn. Đâu, chị giật chạy là rung lắm á. Năm nay kinh tế khó khăn, chắc là mua dặn cọ về chân he bơi xa. Mỗi năm là chân tắt rồi chân tùm lum hết trơn. Chạy he về bấm mấy cây nha đam của mẹ lên đây bán nè. Cây sâm tụ. Ôi quệ. Đây là hoa cúc. Có quệ hả? Có cúc với quệ ta? Phải. Không biết nữa. Tiêu rồi. Ô, cái này còn chưa lên bắp mà. Tạo đây cũng xinh. Bông này màu bông màu gà. Nhiều hoa quá hả? Cái này cái gì chị? Hoa đậu bắp hả? Giống cây đậu bắp hả? Nhưng mà nó không phải đâu à. Hoa gì chú? Dạ. Không nè. Thôi chú ăn cơm đi. Chú, cái bông này bông tên gì chú? Dạ. Mãng đình hồng. Mãng đình hồng hả? Trời, tên cầu kỳ quá hả? Ơ dạ. Hôm nay chợ hoa vắng vẻ quá. Trời ơi, hoa hồng rồi nè. Cái hoa hồng này màu hồng đỏ anh ta. Ông này được không chị? Mua một chậu về mình chân xong rồi cái, nhưng mà cái búp này là không kịp tết rồi nè. Cái nào nữa kịp tết, cái này không nữa kịp tết rồi. Cái này là sao tết rồi. Tết xong rồi mới búp. Cái chợ hoa thì nghĩ là anh nghĩ em mua cái gì? Hoa gì đó. Không biết nữa, về lên dọn. Hôm nay cho công nhận chợ hoa bán thiệt. Ôi, quá trời đấy. Cái chậu này rẻ lắm mọi người. Chắc 10 ngàn 15 ngàn chậu rồi. Đúng không ta? Đây, cái bông màu vàng này cũng đẹp nè. Không, cái bông này cũng đẹp quá chị ha. Chậu này cũng rẻ nè. Đẹp quá ha. Con. Rồi chị đợi con. Con về không kia. Mấy chậu này cô bán nhiêu chậu vậy cô? Lúc kia thì cô bán rồi đấy. Dạ hả? Mấy chậu nhỏ này cô bán nhiêu? Cô bán 15 ngàn ủng hộ giùm cô đi. 15 ngàn nè. Nhà con quá trời, mẹ tính cũng trồng mà.
ý là hỏi giá biết mà thấy rẻ quá à. Rẻ mà bông đẹp. Cô trồng cái này là bao lâu cô mới bán được vậy cô? Cái này ông anh rỉa cô trồng á. À. Ông ngoài đẹp, đẹp ông bịt cấu trơ mà biết con đẹp hơn trong phim luôn. Cảm ơn nha cô. Thôi bây giờ mình sẽ đi lựa, mình mua một chậu tắc nhỏ. Năm nay kinh tế khó khăn, bây giờ chỉ còn cái 50 ngàn, biết đủ mua không anh nè. Chó quá quý vị ơi. Trời ơi, quê trăm bắt đầu lạnh rồi. Nãy giờ đâu biết đâu đi bỏ lạnh theo đâu. Cọc tông, để nước biên này kia kìa nó chung. Cũng thích mua. Nên đang cái gì cũng thích mua trơn á, định mua cây cây bông gái nhỏ nhỏ như này về. Mình hả? Mình chưng xong rồi cái mình trồng luôn cho mẹ tính thích. Được á. Để dễ hơn. Nếu mà hoa hồng này mà cái búp mình nó nở bự hơn là mình sẽ mua rồi. Mà tại vì cái búp nó còn ấy quá. Cô ta là búp. Điện thoại đẹp quá ha. Điện thoại nhìn rực rỡ như thế này quá đẹp luôn chứ bộ. Trời ơi một rừng luôn rồi chị ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nguyên một rừng luôn. Tính ra hoa điện thoại ngày Tết mình đẹp chứ bộ rực rỡ. Năm mới là chưa rực rỡ. Đi chậm sao rồi. Bé đi chậm dễ mau luôn á quý vị. Mà thật sự nha. Là ở chỗ này nó bị thiếu đèn á. À, bán hoa mình phải trưng đèn lên cho nó sáng lên. Năm nay kinh tế có khăn cho nên mình không mua tắc nữa, không mua tắc bự. Mua tắc nhỏ thôi. Giờ mình đi mình hỏi là bây giờ còn 50 ngàn nè. Cái bán cho cái tắc 50 ngàn. Con còn có 50 ngàn nè. 50 ngàn sao mua. Đang lấy phim. Đang lấy phim nói. Hồi nãy ứa với mấy bạn sinh viên ở ngoài kia là sẽ ra mua ủng hộ mấy bạn. Nên mình ra mình coi thử là có cái chậu tắc này dễ thương không nha. Đi. Chị em mới quay mới giật thâu rồi luôn á. Hay là mình mua chậu này đi ha. Thấy xinh nè. Đầu năm cho tươi rồi nọ. Chị ơi. Chị ơi. Chị bán gì chị? Chị có hoa này tên gì? Hoa thực dược chị ơi. Hoa thực dược. Nãy giờ kêu hoa lệ, hoa lơ, dĩa tự lâm ướp. Cái này mình trồng xong Tết rồi nó là chết rồi hết đúng không? Chăm được chị. Chăm sao chị? Tết là chăm thôi đó. Còn đâu nữa không? Nói thôi thôi. Thế là mình chết nữa rồi. Chết rồi. Nhưng mà tại vì cái này chân xong rồi nó héo luôn á. Mình định mua cây nào cho mẹ tính á. Định mua cây nào cho mẹ tính á là mình mua xong rồi mẹ tính còn trồng được luôn á. Tại vì mẹ tính nói là mẹ tính thích trồng này kia. Thực dược này quá hồng đều trồng được hết chị. Quá hồng đây này của mình nè. Nhưng mà cái này được. Là mình cắt nó ra mình cắm xuống đất rồi. Cắt chăm là nó ra rồi chị. Nhưng mà chừng nào nó mới có hoa chị, tết nó có hoa à? Không, mình không phải tết. Ví dụ như chị chăm mình như là bằng 3 tháng đó là bằng. À. Nhưng mà em còn tết là chị phát canh. Cái này người ta trồng thì nó ok chứ mình về mình trồng cái quất này. Nếu muốn Tết là phải giữ cái gốc đó chị. Để mua là cái nồi tính nước nó là nhiều. Cần cái Tết đó là tính nước là nhiều. À cái gốc thôi à. Còn cái đây mình chăm mình tao nén quá chăm sợ nông lây. Một chậu này bao nhiêu chị? Dạ 2,5 chị. 2,5 một chậu. Ờ. À, xong rồi em đi em bao chữa em chữa cho. Bao chữa luôn hả? Không không bao. Chị nói ở xòa cái trái cũng ở gần em bao chị. Em ở gần mà. Ở đâu? Ở dưới Phú Vinh. Phú Vinh mà gần. Bao nhiêu số? Gần chứ nãy nhà em lên đây 5 phút là gần chứ bộ, đúng không? Phải không? Em đi 5 phút em chở cho chị. Em đi cái 5 phút là thiệt. Trời. 5 phút chở chị. Không nói chứ từ từ để em đi cô hoa đã rồi cái gì mà còn đi em tức gì em lựa quá. Với lại em mua 2 chậu không bớt hả? Này là phải chở. Bưng cái chậu lên, bưng cái chậu xuống là họ chết
cái này phải còn mà hết xa nó lấy 100, xa nữa lấy 100. Do cái chậu này chậu số 10 chị à, nó to nó nặng lắm. Cái này thật ra là mình người ta nói vậy ta. Này phải chở mẹ tính đi. Mẹ tính là thánh trả giá. Không, em đây em bán sữa đâu phải trả gì. Bán sữa luôn hả? À, bán sữa đâu còn mấy chậu sữa cho hết rồi. Ủa hôm nay còn nhiều dữ vậy. Không nhiều. Ủa hôm nay nhiêu chậu vậy? Bây giờ bán 200 ngàn chậu mấy. À. Rẻ không? Em muốn biết nữa, em chưa mua bao giờ nên em không biết. Thì có chứ rẻ. Ba ta bây giờ rớt còn 200 ngàn. Cái này xong về là mình bứt ra khỏi chậu rồi mình cho đất hả? Em về chăm cũng được luôn. Dăm về cho để nguyên gốc luôn mà. Nam luôn. Ấy là chị để đổ nguyên gốc ra ngoài đất rồi mình trồng luôn. À, không được. Thì em nói mình đừng cát để gốc. Xong rồi mình cát. Dăm không được mà. Mình cát mấy cái này cho nó lên ra chồi đúng không? Ở qua hồng đây có người họ gai lên cao thành vườn hồng. Không thích màu đỏ mà không có màu đỏ này, cái màu. Cái này nó màu bắt đầu màu hương sau nó đổ thành màu hồng. Rồi. Mua sẵn xe chữa luôn. Rồi nãy giờ hỏi chị cũng nhiều rồi, để mà ngồi mình đi một vòng nữa có gì mình coi ok thì mình mua nha. Là mình chưa coi hết hoa ở đây. Chị hứa rồi đó, chị hứa mua em nhé, bao chị luôn. Chị có nghe bài hát của Ngọc Phúc chưa? Hứa thật nhiều tất cứ thì cũng thật nhiều. Tôi biết mà. Tôi biết nó cao lắm mà. Không nói chứ để em đi coi một vòng nữa. Tại vì cũng thích. Tại vì cũng thích hai cái chậu hoa cúc. Mua hoa đi. Chắc mua hè cho chậu hoa qua gì hoa thực dược quá à. Mấy xin mà ra bình thường là mình mua mấy năm trước là mình mua một cái đây mấy năm trước là mình mua một cái chậu quất bự á, là bao nhiêu ta, triệu mấy mà bự hơn nữa là gần 2 triệu. Mà năm nay mình tiết kiệm chi phí thì mình sẽ mua hai chậu thực dược á, thì nó vừa đẹp rực rỡ màu tím rồi mình đổi phong thủy đó, mà nó có 500.000 à, đúng không, là nó rẻ được gấp hả. Ừ, năm ngoái mua con chay quất gần 2 triệu. Cho thì lấy chứ không mua. Đây nó, à đây đúng rồi, cái chậu này nè. Để trưng bàn. Cái bông này là bông gì cô? À chị lộn, bông gì chị? Hoa sắc táo. Hoa sắc pháo. Pháo nha, muốn mua chứ pháo không mua. Bao nhiêu một chậu vậy chị? Chị bán 40 mà em mua chị để rẻ cho 20. Ghê. Tự nhiên chị bán 40 cho chị thấy chị để rẻ cho em chi rồi sao chị lợi. À chị, cái này rồi mai mốt nó được cái này ra nữa hả? Ồ vậy là chân được mấy bữa nữa thôi hả? Chân qua gì lâu tầng á. Vậy lâu tầng như này luôn nè, em thấy cái này nó tầng từ từ rồi nè. Mình sẽ mua một chậu này. Cái này trồng xong rồi mình về mình cứ trồng được nó không chị, hay là à mình trồng đến khi nào nó có hồn rồi mình ươm được đúng không? Em gieo lẹ cái mình nó hồn của nó đâu, trên đây có cái hồn, có hồn không chị? À trong cái bông này nó có hồn đúng không? À chị nói là hoa gì, hoa sắc pháo. Ở trong cái bông này nó có cái hồn, xong rồi mình phơi khô, xong rồi mình gieo nó là nó lên. Này cũng được quá ai dễ thương mà. Cái chậu này chị ơi. Cái chậu này ơi. À em biết rồi, cái chậu vượt vườn mình mua một chậu thôi. Mình để ngay chỗ cái hay để hai bên bằng hờ. Vườn á. Đã ngày trước á. Này mình mua có một chậu rồi đó. Con em về không? Cái gì chị? Em có con kia. Đây nè, chị mới vừa hỏi em là con em về không? Em có con đâu mà về đợi. Bữa có chồng mà. Bữa em giảm nhỏ là con ấy. Con của chị dâu em chứ. Để em có chồng hồi nọ đợi mua con phần. Em chứ. Em buồn quá. Đâu quá em bận chị coi mà em dẫn vô trong lô tô chơi á. Cháu em. Cháu em hả? Khổ quá. Ê cậu. Cái bông này nó co lên thấy quá rồi. Mua lạnh quá trời ơi. Ờ lấy em nghe chậu này chị bột đỏ. Đưa chị bán chục thôi. Cái cây này nè, nó bị to quá à. Để em lựa một cái cây này cho nó đi đều.
không được chậu nào. Trời mấy chậu này của chị hả? Chậu lấy em hay chậu này. Chị bán là 80, chị bớt cho 10 ngàn còn 70. Xe hơi em để ngoài kia. Để đây ngồi vô em lấy. Tao tính tiền luôn nè. Để riêng đó nha, người ta tới người ta lựa mất tiêu của em. Em gửi này chị. Bây giờ mình bưng luôn. Mình bưng ra chi mình gửi thì mình mua chậu tắc ủng hộ cho mấy bạn sinh viên. Quá đẹp rồi, nhiều quá. Rực rỡ. Chị ở, chị ở Đức Phổ hay chị ở đâu chị? Đức Phổ nè. Chị Đức Phổ mà sao chị may mắn ta, may mén chứ. Do chị ở Sài Gòn vậy là Sài Gòn. À. Cảm ơn em nhiều nha Trâm. Dạ. Dạ con mua heo chậu 70. Này về mỗi buổi sáng mình đứng lên mình tập thể dục. Em cho chị gửi heo chậu này ở đây nha. Ồ, nó lạnh mà tê tay luôn á trời. Ồ, con kia có keo gì nữa vậy? Người ta quấn cái cây người ta luồn cho nó cong cái cây phải không? Này nữa trơn rồi. Mà me tao lâu rồi. Này nữa trơn rồi. Nhưng mà đẹp, mấy cây này xinh quá, mấy cây nhỏ này cũng xinh. Cây này là bị muộn rồi nè. 20 mấy triệu hả? Dữ hả? À cây lâu năm hả? Còn cái này nhiêu cô? À cái đây 3 triệu. Cái này 20 mấy triệu luôn hả? Mình biết tại sao nó mắc rồi. Tại vì cây này cây lâu năm. Mà cái này một cây này là mình chơi hoài luôn. Năm này qua tháng nọ luôn. Ồ cây đúng đẹp quá ha. Mấy cây này thì nhiêu cô? Một cây này nữa rồi. Hôm qua mình quay cho cô thôi chứ mình không có mua mai. Công nhận luôn, cái này 25 triệu. Mà công nhận nó đẹp thiệt, tại vì nó... Ủa sao con bận đồ về mai cũng kêu con ốm trời. Bận đồ của đàn ông mà sao ốm được ta. À mình đi... À mình kết thúc ở đây đi, mình mua được cái heo chậu hoa đó thôi. Kính thưa quý vị, là sau khi một hồi ấy thì mình đã chở nguyên xe hoa về. Đây heo chậu này. Trời ơi, tao đi xe trống gì đâu, không biết ra phụ chị gì trơn. Năm nay không có anh heo về đâu thì phụ chứ. Đây. Mẹ bưng con trai đi mẹ. Anh heo bưng cái trời. Đây nè chị. Nâu đi vô nhà cho mày. Đây vô nó lại chút. Trời, khi đeo bưng mẹ không anh? Đó, cái cậu đi chút kia ấy.
Khiên này người ta này. Cái chậu hoa hồng đó mình phải ấy cho nó xong. Chắc để hai bên đây nè. Không thôi cho. Thôi được rồi, để hai bên. Rồi, cái này nó quậy. Đi ra. Cho nó quậy quậy. Đi đi rồi. Thôi ha. Đây. Đây, để đi ngay đi ngay này. Rồi đi đây đi. Úi, nè dưới trời. Tóm hay châu. Con nghe tóm rồi chú ơi. Hả? Sao sao nó cái mé hoàng bay vậy? À. Chữa gió, từ từ, đứng đứng phòng để dạng này. Từ từ để trong. Để nó gã con. Muốn gỡ nè, gỡ ra. Nó hướng rồi nó gã. Thì nó giòn. Cố định nè. Cố định cái này, kéo ra từ từ. Cột nó theo. Chứ để nó vướng vậy là nó gã. Chữa đi gió nó về nó quay xẹo luôn. Từ cố định nè. Từ từ chữa này đây, đây cây đây. Nó từ từ chữa để nó vướng là nó gã. Nó gãi luôn. Rửa rồi đó. Rồi mẹ đi mua cái chậu dân thọ ra rồi. Mà thích cha thấy dân thọ mà mua mấy chậu đó. Còn chậu mà lấy. Thế nó sao không mua, không nói con để biết khổ mua mấy bông kia cho trời. Là mua he chậu thiệt dược luôn. Để ra chậu chính giữa đây còn. Rồi đường đâu đi trời. Dân thọ bây giờ mày để qua bên kia. Không trả được á. Rồi chậu. Thôi nhờ trời chú ở đây. Chú bưng ngừng dân thọ ở đây con chú. Nghe cậu tắt cái này mua không? Không, bây giờ cái chậu hoa hồng mình sẽ để chỗ này. Để ha. Chậu hoa hồng để đây ha. Buồn quá trời bông ấy. Nào có nghĩa là chỗ đẩy xịt đây. Chúng nào khiêm sai chứ rất cập chảy. Điếc vô nhà đi he, cái con chó này thiệt tình luôn á. Hồi sáng thì con gà bây giờ tới he đó bay. Tôi chiên đồ em con gà ra mổ biết. Cái gì con? Hai chậu đang triệu. Thôi mát vậy vậy. Con. Ba. Eo ngã thấy không? Ôi da, đi vô. Ê bà, được anh em tiền bạc ra đó. He chậu này 1 triệu. Trộn mà. Chậu hoa hồng 2 triệu. He chậu tất 800. Tính mẹ. He cái chậu kia 700. Lòng mẹ ăn cơm không ngon miệng nghe nha. Chị cái chi nấu á. Bông ra chắc giải cho chi. Nói cho có giá trị ra mà. He cây này 2 triệu. Rồi để chỉnh cây đó sao rồi. Ủa sao rồi tiền đâu hết rồi? Nó mua tám ăn, nó mua không ăn, băng á. Nó mua hết rồi rồi mẹ. Rồi bây giờ thì để mình gửi thêm tiền cho chú. Rồi, nói chung là bây giờ mình sẽ trang trí nhà cửa, nhà toàn hoa với hoa rồi.